Ok, chào bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi ráp toàn bộ một bộ cây mới, hàng chính hãng, có bảo hành ở các tỉnh ngoài Bắc này, thuận tiện cho các bạn mua, sử dụng. Có vấn đề gì thì các bạn mang đi bảo hành, nó tiện hơn. Thứ nhất là ở cái thời điểm này thì nói các bạn là có mua nên mua đồ các dòng socket 1151 version 2 không thì thực sự là không nên, vì đơn giản là chip i10 mới ra và giá CPU đang bị đao xuống. Ngày xưa mình nhớ con i7 con i9 9900K mình mua giá 12 triệu nhưng bây giờ đã chào nhau với giá 10 triệu rồi. Thời điểm này phải trôi khoảng tháng nữa các bạn mua mới là thời điểm lý tưởng. Nhưng với những cái đồ tầm trung này thì nó không giảm giá nhiều như những con dòng i9 9900K hoặc những dòng CPU i3 của những socket ví dụ như 1155, 1150 và 1151. i5 không giảm, i7 giảm, có giảm nhưng i3 thì giảm rất sâu nhé. Các bạn để ý, nếu các bạn mua i3 thì những cấu hình mà có i3 thì thời điểm này không phải là thời điểm thích hợp, khoảng 15 ngày nữa. Đầu tiên chúng ta sẽ lựa chọn một cái main, đó là Giga B365DV2, hỗ trợ đó là mọi CPU của socket của đầu 8, đầu 9 cấm vào đây chạy. Tiếp theo, tất cả những thông số của main này thì ở trên kênh Noah đã có video giới thiệu, vì vậy mình sẽ không đi sâu đi sát vào cái main làm gì cả. Tiếp theo, cân tất mọi game, các bạn có thể lựa chọn i5 9400F toàn bộ đồ mới nhé, bảo hành 36 tháng hoặc 24 tháng tùy cái sản phẩm nhé. RAM 8GB tỏa nhiệt bây giờ có giá khoảng 800, hơn 800 một chút. SSD 120GB bây giờ có giá khoảng hơn 400, đổ cho thợ và khi các bạn mua lẻ thì nó đắt hơn một chút. Vỏ nhôm nhá. Ok, thực sự là giá SSD sau một thời biến động ở dịch Covid thì bây giờ đang bị đạp vô tội vạ xuống. Cách khoảng tháng 4 các bạn mua SSD, khi mua buôn có những lúc các bạn mua đến 600, nhưng bây giờ khi mua buôn các bạn mua đến giá là 3x, vậy thợ bán cho bạn hơn 400 nó là lẽ thường tình. Đây, và thương hiệu SSD ở Việt Nam ngày càng nhiều. Thực sự là để khẳng định tốt hay không tốt thì Tùng nói thẳng với bất kể đơn vị nào phân phối SSD phải chờ khoảng 1, 2 hoặc 3 năm nữa. Khi SSD ngấp nghé hết bảo hành thì lúc đó chúng ta mới có thể có câu trả lời là tốt hay không tốt. Còn mọi thứ bây giờ thì đều còn nguyên bảo hành và đều mới, thì mọi cái thông số so sánh nó sẽ xem như nhau hết, nó không có hơn nhau là bao nhiêu. Nhưng sau khi hết bảo hành và sau khi ngấp nghé hết bảo hành, cái tỷ lệ lỗi của một dòng SSD mới được định hình. Còn bây giờ thì nó sàn sàn, nó gọi là cặp năng cặp nia, nó bằng nhau hết. Tất cả đủ rồi đúng không ạ? Vega thì Tùng sẽ test cho bạn trên hai bản, đó là RX570, đó là RX580 còn bảo hành. Nguồn bắt buộc phải chọn một cái nguồn công suất thực tối thiểu các bạn nhé, là nguồn 450W đổ lên, càng khỏe càng tốt, vì mai sau này chúng ta có thể nâng cấp và fan thì không tiết kiệm, thì các bạn chọn lấy một cái fan tỏa nhiệt LED RGB có điều khiển, hoặc dùng fan theo máy với dòng chip i5 hoàn toàn không sao cả nhé. Bỏ thêm khoảng 300 chúng ta lựa chọn một cái fan khác, còn tiết kiệm thì chúng ta lựa chọn fan đi theo máy. Ví dụ như mình đã nói là SSD và fan thì các bạn mua một lần dùng mãi mãi, vì vậy là mua trước cũng được và mua sau cũng được, không có quá, nó phụ thuộc vào cái túi tiền của bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi test game, test biên tập video của bộ cây này. Mời các bạn. Đây, Tùng show cấu hình cho bạn. Đó là B365 RAM 8GB và Classic là RX570 bản 8GB. Còn bảo hành đến năm 2021. Đang set cấu hình ở mắc nhé. Và cái game chúng ta sẽ test tới đây, đó là game GTA 5. Đây là một bộ cấu hình khá đáng mua, vì các bạn thấy nó toàn đồ mới và còn bảo hành tại hãng hay là bảo hành chính hãng, vì vậy chúng ta yên tâm trong cái quá trình chúng ta sử dụng, kể cả về vấn đề Vega. Tất nhiên là chúng ta hoàn toàn có thể giảm giá khi các bạn building kẹp thêm một số đồ cũ, ví dụ như nguồn cũ vào đó. Còn những cái mới như main, RAM, CPU thì các bạn mua mới cho nó an toàn thì các bạn cứ mua thôi. Bây giờ chúng ta cùng trải nghiệm cấu hình 365 9000
9400, RAM 8GB và GX 570 10. FPS của chúng ta ở trạng thái khi kéo mắc cấu hình là 87, CPU chỉ loát có khoảng 60%, trong khi đó GPU là Vega chúng ta đã loát có lúc lên đến 100% rồi. Vì vậy, ở game này chúng ta có hiện trạng là đang tự tay bóp chuối ra nước, hay là bóp cổ chày ra nước, hay là nghén cổ chai, hay là Vega đang chạy hết tốc độ, mà CPU chúng ta thì là một anh nhà giàu mới còn khỏe. Vì vậy còn chạy khỏe, nó vẫn rất hung chó, và chúng ta thấy là chúng ta hoàn toàn có thể ghép CPU này với một số con Vega mạnh hơn, ví dụ như 1070. Nói chung với cấu hình này thì các bạn yên tâm trong quá trình sử dụng rồi. Tâm con bà Yên hoàn toàn yên tâm trong vấn đề các bạn sử dụng nhé. Còn nhớ may mà nó chết thì chẳng qua đen và do ăn ở nó không hên thôi. Chứ mọi việc là hết sức bình thường như cân đường hộp sữa. Có cái vị gì mà đâm vào nhà đây? Sao lái xe vào nhà làm chi? Trông rất bốt, với một quả vét và áo đen đóng sập cửa, cực kỳ bốt. Ông lại còn ngồi ăn khi tôi ngồi nói nữa. Loạn hết rồi. Lên xe. Lên. Ê cụ, lên. Như kiểu bố con hay sao ấy. Nhà đẹp quá. Cuộc sống mà có căn nhà như này mà ở thì cũng phê. Bao phê. Sao đổi xe nhỉ? Ở đấy người ta ghi rõ là không được phép quay đầu thì anh ta dừng lại, chơi chất hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ test game, đó là PUBG bản PC, và cấu hình chúng ta đang test đó là ở mức medium. Không biết là nhân viên có test đó là biên tập video hay không nữa. Được, chết mày hả bưởi. Cuộc chiến sinh tồn. Đây như là một cái giảng đường ấy. Đúng rồi, là giảng đường đại học đã tan nát. Các bạn thấy có mượt không ạ? Thực sự là phải hỏi các bạn thôi, vì mình thực sự là cũng không biết chơi game. Nói càn thôi. Mấy ngày hôm nay có cái vụ đó là cây phượng đổ, dẫn đến chúng ta có một bạn học sinh bị mất, thì rộ lên khá nhiều vừa trường hợp đó là cứu phượng để không xảy ra tình trạng như trên. Cách cứu đơn nhất và nhanh nhất mà nhiều người làm đó là cưa trụi phượng đi, có nghĩa là không để phượng còn một tí ná nào. Ông rời có quật thì cũng không đổ. Đó là cách nhanh nhất, và chúng ta thấy rất nhiều sân trường không còn được che mát nữa. Thực sự cuộc đời học sinh thì gắn liền với phượng. Cũng không biết, không phải là làm giáo dục, vì vậy là không biết cái giải pháp nào cho nó tối ưu. Nhưng cái giải pháp mà cưa trụi phượng thì thực sự đó không phải là giải pháp tối ưu. Cái giải pháp thứ hai là cái giải pháp là sắt thép hóa, có nghĩa là 4 cột sắt cộng với chôn sâu xuống đất thì và làm luôn ghế ngồi, thì đây cũng là một cái phương án khả thi. Nhưng theo quan điểm cá nhân của mình đã trải qua cái thời cấp 3 và thời đi đại học, thì cái phương án khả thi nhất sẽ tốn nhiều thời gian nhất đó là trồng cây phượng từ nhỏ, chứ không lên mua những cây phượng to chà bá về sau đó côn chôn cột sắt, sau đó đó là cho nó vài liều thuốc kích thích cho nó nhanh ra hoa. Cứ từ từ thì chúng ta sẽ có cảm giác lâu và cảm giác sướng hơn, còn ăn sổi thì chúng ta sẽ phải nhận hậu quả. Và bây giờ thì chúng ta sẽ biên tập video ở trạng thái 10 phút và xuất ở 1080, đủ để kiếm tiền YouTube. Vậy là game PUBG các bạn hoàn toàn mỹ mãn nhé. Chúng ta sẽ thực sự là khi xuất Vega thì nó sẽ xuất video, nó sẽ ăn vào CPU nhiều hơn.
và chúng ta mất tầm 8 phút để render cho một video 10 phút, vậy là quá ổn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn hãy bình luận những ý kiến ở dưới và đóng góp cho mình để mình tiếp tục hoàn thiện những video về sau. Cảm ơn các bạn rất nhiều.